Thì mình lại tiếp tục sang Tân Hú nha anh em. Nên mình đi buổi chiều anh em ơi, giờ này tầm khoảng 1 giờ. Thì mình đi với anh Sầu Ca. Sầu Ca anh kia nè. Với anh Bảo Bảo. Với chú Chí anh em. Tèm mình này đi có 4 người anh em ơi. Nãy giờ con ở đây nó hú quéo nãy giờ ở đây nè. Đậu cái anh kia kìa. Từ từ chút quá. Con này nó quá sung. Trưa nắng rồi nó dạo. Trời nó dạo quá trời. Rồi để kìa kìa nè. Để tí nó qua mình quay tiếp cho anh em xem nha. Trời, nó chép chọi tới luôn á. Trời ơi trời, nó dám bay đậu đây trời. Núp vô anh ba, núp vô, núp vô. Núp vô anh ba đi, băng băng, ngồi sao qua. Đúng là anh vậy. Hồi hộp bay luôn. Đây chứ. Không ngờ con quỷ này mà nó đậu kiểu đó luôn trời. Kiến thúc mà. Anh bà bắn hụt là lên mình nữa nè. Còn gì hết. Còn chiên hồi hết luôn. Em kiến thúc sẵn rồi. Vô lầm khó thấy à. Nhánh đưa ra ngoài ruộng luôn á, lúc trên đọt á, từ cái đọt xuống khoảng 1 mét, cái mé ngang á, mé đưa ra ruộng. Chưa thấy. Nó sắn là em khuất tầm nhìn. Từ từ đây có cái mít. Hai con cú mèo, ba con cú mèo. Em thấy nó thọng cái giò rồi, bay sát. Sát mặt em mà. Ồ, mà đáp gì đâu. Coi giò nó cái sai bánh. Nó sắn ở đây là em khuất cái tầm nhìn, khuất cái giò rồi. Bốn con cú mèo. Trời cú mèo quá trời.
dưới đất rồi, nó bay không có cao. Em nghe em thấy mà nó bay sớt mặt em, thòng cái giò xuống. Rồi bây giờ anh trên cây đi, em dưới đất. Anh kiếm trên cây đi, em kiếm dưới đất. Khu vực này không có là không biết đâu luôn á. Thấy bữa nãy chạy ra chặn đầu dứt nó luôn trời. Cú mèo quá trời anh em. Nó đã bay thẳng. Một đứa. Nó đứng nó nhìn mình cả anh em. Hai đứa. Ba con. Còn con bay hả? Còn con bay rồi. Để đi anh em. Kiếm tu hú cái anh em ơi. Kiếm kỹ cái anh ơi. Thì em thấy em rượt đó. Vô đây khuất cây dừa. Trời. Bà dâu quất cái cây dừa bộ chuối ngoài đầu đó là em mất dấu rồi đó. Để mình kiếm cái mình quay tiếp cho anh em xem anh em ơi. Bay mất tiêu luôn rồi không biết. Chim cú mèo anh em ơi. Ba đứa. Ừ, con quỷ này nó còn sống nữa nè. À, mất tiêu tụ hú luôn trời. Rồi tiếp tục anh em ơi, ba con chạy vô tình tụ hú nó báo bằng của mèo trời. Anh em ơi, mình mới về một lô ná cho anh em nè anh em. Cái này là cái phone em. Cái này cái dẹt 7.5 đầu 19. Ốc titan là 350 nha anh em. Còn không ốc titan thì 300.000 bao ship cho anh em. Tặng kèm một vít dặn và ba cộng thùng nha anh em. Đây. Táo, dẹt 6.6 đầu 19. Có ốc titan cũng 350 nha anh em, giống như cái keo phone nha anh em. A7. Cũng vậy nha anh em, cũng 350 có ốc titan nha anh em. Mình cũng có thùng nè anh em. Full tay má các kiểu. Có bi nữa anh em, anh em cũng mua hàng thì liên hệ ủng hộ mình nha. Ông bị bậy nữa anh em ơi. Trời. Thấy không? Má con chúng nhìn nó nhìn mà chưa nhìn nó. Trời ơi nó khuất cái cây em nhìn không có được. Chưa nhìn trước khi chạy, nhìn không có chạy. Ngồi xuống nhìn á. Nó bay đây à? Nó bay hướng này nè, nhìn kỹ vô. Không biết đám đâu. Má chúng cái bập luôn trời. Chúng nó về à, y chang con hành thái luôn, chúng như bụng. À nó quay ngang em mà đưa nguyên ướt chào bá luôn. Má chúng như bập luôn bụng ướt trời. Ừ. Qua bển thấy cây lục bển không dựng qua bển á. Nhỏ ra cứ hành chính con kia. Em nghe mà em thấy thì chú không lẽ nhịn đó. Mất luôn rồi anh em ơi. Em mất tiêu rồi. Nãy nhìn rộng quá nhìn không kịp nữa. Ướt đâu. Quỡ cây không. Đó đẹp luôn. Xiên luôn.
ơi, gió nó đàn cũng thung em. Qua tới bên kia kìa anh. Sao? Sao? Nghe cái bụp. Ngay dưới người. Uống cái này mà. Uống này thơm mà. Tiếp tục em ơi. Chưa có bọc đựng luôn. Còn sống cái gì anh ơi? Quá trời cây. Chú Chi, chú Chi. Trời đâu rồi, đâu rồi hả? Thấy không? Trên đỉnh đầu không đẩy cái móc. Thấy chưa anh ba? Thấy chưa? Có bò viên nào nữa không? Ha, trên đỉnh đầu ông tán cái bóc. Thả em mọi người. Ôi trời, anh em ơi. Đó nè anh em. Ôi ơi. Ôi ơi, con heo anh em ơi. Anh Sậu ơi. Ôi là trời. Ôi, anh nhìn con heo nè. Giờ đi 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 đi. Anh nhìn con heo nè. Con nữa nè. Em hết pin vô đây là được hai con em. Anh nhìn con heo nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Con heo ơi chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, em nhìn nè, nó tròn quay nè. Hai con em. Tới đặt rồi. Nó lên trên chảnh gió đu đưa mà cây cản nữa. Nè, con nè. Bắn luôn. Hết pin. Con phổ tên đấy. Ôi trời. Tôi nghe, tôi thấy. Anh Sầu Ca bắn được con nữa anh em ơi. Hai con. Nè anh em, trên đầu mình đấy nè anh em. Trời, tôi húng chú chứ rồi. Ôi trời. Trời, con đó mà nó cắt tới luôn quá. Con này tưởng là sướng rồi. Quá thì đã. Tiếp. Tiếp anh em ơi. Không đại anh ơi, chứ biết sao vậy. Để bay ổn trước đại kìa, vô rồi kìa, vòng lại. Trời ơi, nó trở lại cây đó kìa. Ôi mi ơi. Vòng qua bển đi anh ba, vòng bển đi. Cái cây cũ á. Con bông nghe vô, nó vô khúc giữa á. Phá cái bụp luôn. Cây ức luôn hay gì á. Bây giờ chờ anh ba với chú Chí vòng bển anh em ơi. Mình đây mình ngồi mình coi kết quả đi. Một con nữa. Anh ba với chú Chí qua tới bển này anh em.
là la đại đi, bây giờ nó ôm bi nó té rồi kêu ảnh. Hồi hộp dưới trời. Chú mời trên đầu cái gừa á. Khoảng giữa giữa chú Chí ơi. Con bông nha. Chú thấy luôn trời. Căng vậy. Còn ở trỏng á chưa ra đâu. À, chắc chắc anh em mình vòng bệnh quá anh Sầu. Nó còn ở đó nó chưa ra đó. Chắc đây mình giọng bệnh quá. Nhìn nó bay chưa? Chưa. Vô đó nằm đó chứ bay đâu. Thốn thấy bà nó luôn. Chưa thấy luôn anh em ơi. Mất tiêu luôn rồi anh em ơi. Thấy sạc đây chạy vào đây kiếm mất tiêu. Không thấy bay ra mà sao hay dưới trời. Ê, có kiếm trên nóc này chưa? Có rớt không? Ôi mất luôn rồi anh em ơi. À, tiếc dưới trời. Không có bông chào bá luôn. Ôi, anh thấy viên đạn không? Rồi, rồi lắm. Đi đi. Trời ơi, trời bão. Kêu bên kia kìa. Trời ơi, dần dần. Cứu anh em ơi. Quá rồi tụ hú. Trời ơi, nó nóng. Bấy lại cái bọc diều luôn. Đâu rồi? Rồi anh vô đây phụ em lẻ nè. Chết rồi, chết rồi. Nguyên cái cục lùm chà bá luôn. Ê bay đâu vậy bay? Rồi. Nó sống nó cùng người bên đây cái gì á? Phải tu hú không? Tu hú. Còn có nó bị bẹp. Ê tu hú nè nè nè. Cái đó tàu lá đó. Này anh để em đóng cho. Này. Anh dẹt cọng cỏ giùm em coi, dẹt. Ủa? Gì? Con bị bẹp non. Tu hú đâu? Tu hú bay qua bên kia cái gì đó. Tôi hú qua bên đây nè. Trời ơi. Ôi kiến vàng anh em ơi. Đâu trời. Trời ơi. Nó tiếc anh em ơi. Sớm giờ toàn âm bi không anh em. Nó sạc sạc gì đây.
mất tiêu rồi. Trời ơi tiếc. Trời anh ba ơi. Chú Chi, chú Chi. Ê mẹ chú Chi, chú Chi. Trời ơi trời. Không làm được rồi. Trời có tu hú rồi. Sao giờ bay vòng vòng ngay đầu. Trời ơi. Xì gô, xì gô. Nó đáp lên đầu em quýu quá trơn sát bên. Anh ba, anh ba. Anh ba. Anh ba. Thôi vậy ba không được. Anh em ơi. Đừng con anh em ơi. Đi xuống dưới trời xì gô vậy. Con này nó không tham tham là bỏ chạy mất rồi. Rồi tiếp anh em ơi. Hay quá anh ơi, không còn gì để nói nữa anh Sầu ơi. Tắt điện liền. Đây nè anh em. Đây nè. Từ đâu? Sống gì nổi. Sống gì nổi mà sống. Trời ơi trời. Đã quá anh em ơi. Thịt quá anh em. Ngáp luôn. Trời. Đâu vậy? Lúc đằng kia anh ba còn lúc đằng kia. Trời ơi. Sướng anh em ơi. Trời ơi. Quất cái bụp là ngày rớt ba luôn nè. Rớt thẳng xuống luôn. Không có gì già để giải được hết trơn á. Tiếp. Còn con nữa. Rồi. Con nãy bay quanh kia chưa qua đâu. Con này ăn sao bay tới. Rồi chú Chí hạ được con đó anh em ơi. Đây, anh cầm clip chú Chí đây. Clip nha mọi người. Đây nè mọi người ơi. Quá trời rồi anh em ơi. Đây đựng con nè, dòng ca dứt con đó nè. Dạ mày vậy nè chưa? Mày lại nặng. Nặng. Bằng cái con hồi nãy không? Bằng con hồi nãy của con. Vậy thì bằng luôn á. Mập lắm, mà nặng lắm á, con nó bự lắm á. Trời má. Nó không bằng con hồi nãy đâu. Không bằng. Không bằng con hồi nãy đâu. Bự con. Nhưng mà nó bự. Rồi vô bọc chú Chí ơi. Rồi, nhầm lại đi anh. Rồi bọc đâu? Tiếp tục anh em ơi. Nè cho chú Chí. Á đâu đây nè. Cứ bắn chạch luôn rồi. Rồi anh ba đeo vô luôn. Phát một. Ghê vậy trời. Chơi tranh lâu lắm. Rồi tiếp anh em ơi. Thành quả ngày hôm nay của mấy anh em tụi mình. Quay nướng cho anh em. 2, 4, 5 tu hú anh em ơi. Bữa nay ombi hơi nhiều anh em. Mình với anh Sầu bắn ombi 4, 5 con anh em ơi. Không là cũng được 9, 10 con rồi anh em ơi. Tiếc ghê trời. Ombi nhiều lắm á. Ừ, quá trời ombi. Đây, 3 cú mèo mình bắn hồi sớm nữa. Rồi anh em xem clip có vui thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Còn anh em có mua hàng ủng hộ mình thì liên hệ số Zalo mình để trên góc trái màn hình nha anh em. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.